giờ mình về mình nấu lẩu rồi các bạn. Mình mua nấm đầu kia này xong rồi, rau đồ cải đồ về cái này mình chuẩn bị mình nấu nấm lẩu nấm mình ăn. Thì gọi là giả lấu, giả lấu, giả lấu, còn tiếng 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 miền sẽ gọi là cặp xài.
bạn, thì lẩu nấm da heo mình đã nấu xong, giờ chín thì cũng tối luôn rồi, giờ mời các bạn về ăn cùng mình nha. Da heo nè chiên xong rồi cái đầu mình ngâm lại với nước ấm mới dở nở nha, ăn rất là ngon. Rất là ngon, thơm béo. Quang Tuấn ơi, quá ngon rồi. Rất ngon. Này, này ăn hàng sớm, nấu xong rồi ăn hàng sớm qua ăn luôn. Rồi thưởng thức tình hình coi giờ là lẩu mình ngon không? Hai anh em cùng tập viên. Ngon.